Xây dựng cái nhà của mình là 5 tầng nhưng mà lắc lên 6-7 tầng ấy, và mua đứt bán đoạn rồi, mà đến khi xảy ra cái sự kiện đáng tiếc thì không biết cái chủ xây thì có như bị anh như nó giống hệt Khương Hạ luôn, là cái ông chủ cũ là phải chịu trách nhiệm, nhưng mà mua đứt bán đoạn rồi ấy. mua đứt bán đoạn thì nó sẽ xét theo cái yếu tố là ông nào là làm nên cái việc đấy. À, tức là ông đầu xây vẫn là gì đúng không? Thì đấy nó cũng giống hệt như câu chuyện là ở Khương Hạ họ đã bán hết rồi đấy đúng không, nhưng mà ông nào là người xây sai. Tất nhiên là ở Khương Hạ nó có rất nhiều lỗi khác nhau, rất nhiều tội khác nhau, nhưng mà đấy là cái việc đầu tiên là người ta nhìn thấy là một cái tòa nhà giấy phép có 6 tầng cấp cho ông đấy, tên ông đấy, mà bây giờ ông lại trong cái giai đoạn đấy ông xây được 6 tầng, không phải là những cái người dân sau đó về tự xây lên hoặc cái chủ cũ chủ sau họ xây lên lại là khác đấy. Đâm ra là bên mình có bao giờ có dám làm những cái gì mà hiện nay cũng không làm được luôn. Đấy là chỉ cái giai đoạn mà cái thời kỳ đấy thì mới có thể làm được thôi, chứ còn nếu mà bây giờ mà bảo là cùng lắm là cười đới cây tùm thì cả cái dân Hà Nội này đều cười đới cây tùm hết đúng không? Tôi hiểu rồi, cảm ơn.